Đàn xin kính chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đang theo dõi Phong thủy Tam Nguyên. Quý cô chú, anh chị và các bạn thân mến, cuộc sống thì ngày càng hiện đại, điều đó đồng nghĩa với việc rằng con người của chúng ta ngày càng quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề về phong thủy. Và một trong số đó là những vấn đề phong thủy liên quan đến nhà ở. Khi mà chúng ta xây dựng một ngôi nhà thì chúng ta không chỉ chú ý đến những vấn đề về thẩm mỹ cũng như là thuận tiện trong ngôi nhà đó mà còn liên quan rất nhiều đến phong thủy. Và khi mà chúng ta chú ý những cái yếu tố đó thì có thể giúp cho gia chủ xu cát kỵ hung. Và việc xây dựng một căn nhà hợp phong thủy nó cũng giống như việc chúng ta kiến tạo nên một không gian sống tốt đẹp, không chỉ giúp cho các thành viên trong gia đình có thể có thật nhiều sức khỏe mà cũng khiến cho công việc, học tập cũng như là làm việc trở nên hanh thông và thuận lợi hơn. Và nếu như mà quý cô chú, anh chị và các bạn đang theo dõi Phong thủy Tam Nguyên cũng đang có ý định xây dựng cho mình một căn nhà vào năm 2021 sắp tới thì chúng ta hãy cùng nhau ngồi lại đây và đón xem những thông tin sẽ được chia sẻ ngay dưới video này nhé. Ngày hôm nay thì rất là vui khi mà Phong thủy Tam Nguyên lại được mời anh Đức Trung là một chuyên gia phong thủy về đây để cùng nhau chia sẻ với tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn về những kiến thức cũng như là giải đáp một số thắc mắc mà các quý khán giả đã gửi về cho chương trình liên quan tới vấn đề làm nhà và cụ thể là vào năm 2021 ạ. Rồi, chào bạn MC, chào đến các quý cô chú, anh chị và các bạn đang theo dõi video ngày hôm nay. Và quý cô chú, anh chị và các bạn thân mến, trong quá trình xem video, nếu như mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy nhanh tay đặt ở phía dưới phần bình luận để đội ngũ trợ lý có thể tổng hợp cũng như là gửi về cho chương trình và giải đáp cho tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn một cách chính xác và nhanh nhất ạ. Còn bây giờ thì Diện Đàm xin phép được đi vào trong những câu hỏi đầu tiên mà các bạn khán giả đã gửi về cho chương trình. Được, nhất trí. Câu hỏi đầu tiên đến từ một cô có địa chỉ ở Hà Nội ạ. Cô Bùi Thu Hà có hỏi chuyên gia Đức Trung. Đó là xin hỏi thầy, gia chủ sinh năm 1962, hướng nhà hiện tại đang là hướng Đông Nam. Thì trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, năm nào thì xây nhà thì tốt? Và trong năm đó thì nên lựa chọn tháng nào để tiến hành động thổ ạ? Xin cảm ơn thầy. Xin chào cô Bùi Thu Hà, nếu như cô đang theo dõi video này thì có lẽ những thông tin sau đây sẽ là một trong những cái thông tin rất là chất lượng để mà cô có thể là nắm bắt được, quyết định đến việc xây nhà dựng cửa cho nhà mình trở nên tốt hơn. Hay bất cứ ai mà chúng ta đang có ngôi nhà hướng Đông Nam hay trạch đất hướng Đông Nam mà chúng ta mong muốn xây dựng ngôi nhà này trong những thời gian sắp tới thì đây là một trong những thông tin rất giá trị mà chúng ta cần phải tính toán nha. Ở đây cô đưa thông tin là cô sinh năm 1962, nhâm dần, đang có ngôi nhà là hướng Đông Nam. Thì theo định Long Tâm và Phái thì đối với ngôi nhà hướng Đông Nam này thì rất hợp với cái tuổi của cô. Theo lý thuyết là như thế nhé. Còn cái việc mà đẹp phong thủy hay xấu phong thủy hay không thì nó nằm ở cái cách cục mà chúng ta phải khảo sát. Như Đức Trung có nói rất nhiều lần rồi, đúng không ạ? Do cái cách cục thửa đất ấy, đấy, chúng ta phải tính toán nha. Còn ở đây là cô đặt câu hỏi là trong khoảng thời gian là năm 2020 đến năm 2022, tức là từ năm 2020 Canh Tý đến năm 2022 Nhâm Dần, tức là tròn một lục thập ba giáp đối với tuổi cô luôn á. Bởi 2022 nó là năm Nhâm Dần luôn. Đấy, thì là hướng Đông Nam này có xây được không hay là năm nào sẽ tốt và nên lựa chọn tháng nào ạ? Thì đối với trả lời cô như sau để cô có thể nắm được. Trong cái năm 2020 và năm 2022 thì trong cái năm 2020 này á thì chúng ta xây dựng hướng Đông Nam thực tế mà nói thì nó cũng không phải là cát vượng lắm. Xét về vận khí, nhưng mà vì rằng là tuổi cô là hợp long đối với hướng này, do đó chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn thời điểm vượng để chúng ta triển khai là xây dựng được. Nhưng một điều đó ở đây cô mới nói là hướng Đông Nam thôi, nhưng chưa biết cụ thể Đông Nam đây là hướng cụ thể là hướng gì. Bởi vì chúng ta biết một cái mặt la bàn là 360 độ như này, nó chia ra làm 8 hướng, bao gồm là Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông, Nam, Đông, Bắc, Tây, Nam, Tây, Bắc. Thì tức là 360 chia 8 là 45 độ một hướng. Đấy. Nhưng mà trong phong thủy thì người ta lại xét đến 24 sân hướng. Thì bởi vì là ba hướng bên trong lại có mỗi hướng bên trong lại có ba hướng nhỏ. Ví dụ như Đông Nam thì bao gồm ba sân hướng là Thìn, Tốn, Tỵ, thì cũng không biết là cô đang ở nhà hướng Thìn, hướng Tốn, hướng Tỵ thì phải đo cụ thể để chính xác hơn. Thì ở đây là cô nên tải ứng dụng tên là La Bàn Việt về máy, hay tất cả các quý cô chú chị chúng ta nên tải ứng dụng La Bàn Việt về điện thoại, chúng ta lên kho ứng dụng của CS Play hoặc lên App Store, chúng ta gõ La Bàn Việt thì sẽ có ứng dụng La Bàn của Tam Nguyên, thì các quý vị tải về và để chế độ là 24 sơn, chúng ta đo thì sẽ xem biết rằng là hướng nhà Đông Nam mình là vào sơn vào hướng Thìn, hướng Tốn, hướng Tỵ thì mới ra được cụ thể. Vì rằng là ở đây nhà cô năm 2020 Canh Tý cô xây dựng thì bởi vì phần tọa của nó, bởi vì năm 2020 này thì các cái sơn bao gồm là Càn, Hợi, Đoài, Đinh nó phạm phải mộ long biến vận, tức là những ngôi nhà mà tọa Càn hướng Tốn này, rồi là Hợi là tọa Hợi hướng Tỵ này, thì Tốn và Tỵ nó đều nằm ở hướng Đông Nam rồi. Còn mỗi là tọa Tuất hướng Thìn thôi.
thì nếu như cái nhà của cô mà không biết là rơi cụ thể là hướng gì trong Đông Nam, bao gồm là tín tốn tị như thế, thì phải đo cụ thể cơ thì mới đánh giá được. Bởi vì là tọa càn hướng tốn và tọa hợi hướng tị năm 2020 nó phạm phải mỗi long biến vận sát, vận khí nó không được đắc cách. Nếu như muốn xây dựng được thì cũng phải là lựa chọn cái thời điểm vượng rất là khắt khe để mà làm. Do đó rằng là, nhưng mà được cái là tuổi 1962 này cô hợp long với lại cái trạch đất này, do đó có thể triển khai được sớm hơn. Chứ nếu bình thường những ngôi nhà khác mà muốn làm thì phải sau đông chí, thì cái thời điểm mà sát khí thì nó cũng đã giảm sút rồi thì mới có thể triển khai được. Chứ nếu không là rất khó để triển khai. Nhưng vì rằng là tuổi cô 1962 hợp với hướng đông nam này, do đó có thể triển khai sớm hơn. Nhưng về cơ bản vẫn cần phải cô đo chính xác như nào. Tương tự như vậy, năm 2021 thì chúng ta đánh giá có làm được không. Thì năm 2021 thì rất tiếc một điều là lại hướng đông nam này không thể làm được. Tức là 2021 Tân Sửu ạ, hướng đông nam này tuyệt đối không thể khai sơn được hướng, tức là không động thổ thì mới được. Vì rằng là vận khí của hướng đông nam năm 2021 phạm phải ngũ hoàng đại sát đáo đến. Đấy. 2021 chúng ta biết rằng là sẽ có lục bạch tài tinh nhập trung cung, thì chúng ta phi tinh ra sẽ thấy là 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5. Thì tức là sau ngũ hoàng này đến hướng đông nam. Thì hướng đông nam bao gồm thìn tốn tỵ thì cả ba hướng này đều không làm được hết. Do vậy hướng 2021, năm 2021 Tân Sửu hướng đông nam tuyệt đối không xây dựng được. Thì tiện đây nhắc nhở luôn đến các quý vị, những ngôi nhà mà có hướng đông nam mà muốn xây dựng trong năm tới, chúng ta đinh muốn xây trong năm 2021 Tân Sửu tới, thì hướng đông nam là không xây được đâu. Do vậy rằng là chúng ta cần phải tuyệt đối tránh. Sang năm 2022 thì về cơ bản rằng là ở đây rằng là Phong Thủy Nguyên vẫn chưa luận đến năm 2022, nhưng về cơ bản có thể nhìn nhắc qua để thấy rằng là 2022 nhâm dần thì như nào. 2022 nhâm dần thì tái tuế đến phương đông bắc là phương dần rồi, đúng không nhỉ? Tam sát thì đến ba phương là hợi tý sửu, bởi vì dần ngõ tốt tam hợp thì tam sát đến ba phương là hợi tý sửu. Do vậy là những ngôi nhà mà tọa hợi hướng tỵ là phạm phải tam sát này. Những ngôi nhà mà tọa tý ngọ phạm tam sát, những ngôi nhà mà tọa sửu hướng mùi là phạm tam sát. Rồi là ngũ hoàng thì là rất may là năm 2022 ngũ hoàng nhập trung cung. Do vậy rằng là với cơ bản là lục bạch thì năm sau 2022 thì đáo đến đông nam. Do vậy rằng là nếu như ở đây chúng ta có thể xét thấy ngay, ở đây Đức Trung chưa có thời gian để luận đến mậu kỷ đô thiên sát và mộ long biến vận sát nữa. Đấy. Do vậy là nếu như ngôi nhà của cô mà nằm phải là tọa hợi hướng tỵ thì 2020, 2021, 2022 đều những năm rất khó khăn cho việc xây ngôi nhà đông nam này. Chúng ta cần phải cân nhắc kỹ hơn. Chính xác, phải cân nhắc rất kỹ. Nếu như không gấp thì cô Hà có thể thu xếp cũng như là cân nhắc cái công việc để hoãn lại vào các năm sau. Ừ, chính xác. Còn nếu như vẫn phải muốn xây thì 2021 là tuyệt đối không xây được rồi này. 2022 thì hơi xa, 2020 thì có thể triển khai được. Nhưng mà thực tế mà nói, nếu mà triển khai 2020 này á, thì thời điểm này mà nếu mà xây công trình mà nó đơn giản á, thì có thể là hoàn thiện trước Tết được. Chứ nếu mà xây vào cái công trình mà nó phức tạp đi thì cũng phải sang năm mới nhập trạch được. Em cũng nghĩ là nó sẽ kéo dài đến năm sau. Kéo dài năm sau thì ngũ hoàng đã sát đến hướng thì về cơ bản nhập trạch không có vượng. Và hơn nữa thì cái thời tiết, cái khoảng thời gian này á, nó cũng không được thuận lợi cho lắm. Đúng rồi, nó sẽ mưa nhiều ạ. Do vậy là triển khai xây dựng nó khá là vất vả. Ở đây còn chưa xét đến cụ thể là tháng nào. Bởi vì mới có mỗi năm sinh của cô là sinh năm 1962 này thôi. Còn chồng cô và các con như nào nữa cơ. Thì mới phối được để xem theo là tháng nào vượng để triển khai. Thì nếu như nó rơi vào tháng 9, tháng 10, tháng 1, tháng 12 thì vào cuối năm thử rồi thì xây nó không có được. Thì tốt nhất là ở đây cô nên đo lại cụ thể theo hướng đông nam nó là tọa gì hướng gì. Ít nhất là đến sơn hướng hoặc là cụ thể đến từng độ số thì chi tiết hơn. Thì Phong Thủy Thái Nguyên mới có thể luận giải và tư vấn cho cô được 2022 là có xây được không và xây trong tháng nào. Nhưng cơ bản là nếu như tọa hướng tỵ thì rất khó. Rất khó luôn. 2020, 2021, 2022 đều khó. Đặc biệt 2021 là không xây được. Xin cảm ơn cô Bùi Thu Hà. Thì các quý vị hãy chú ý này, chúng ta hãy đo cụ thể hướng nhà mình là hướng gì thông qua cái la bàn là la bàn Việt và đo đến 24 sơn hướng này nha. Chúng ta hãy kích vào cái nút 24 sơn hướng này để mà đo thì nó sẽ chính xác hơn. Chứ đâu là đông tây nam bắc thì nó mới chỉ là các hướng cơ bản thôi. Rất là nhiều phương hướng để chúng ta cần lưu ý. Và cũng cảm ơn cô Bùi Thu Hà rất là nhiều đã gửi câu hỏi về cho chương trình, và hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi của anh Đức Trung có thể giúp cho cô có thêm một kiến thức gì đó để trước khi mà đưa ra quyết định chúng ta cân nhắc thật là kỹ càng ạ. Và tiếp theo cô Bùi Thu Hà sẽ là một câu hỏi nữa đến từ anh Minh Lê, đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Anh cũng muốn hỏi chuyên gia phong thủy Đức Trung, đó là tôi sinh năm 1974, vợ thì sinh năm 1978, con gái lớn thì sinh năm 1996, con trai thứ thì sinh năm 2005 và một đứa con trai út thì sinh năm 2015 ạ. Gia đình hiện tại thì đang có ý định để mua một mảnh đất và xây cất nhà cũng vào trong năm 2021 là năm sau. Vậy thì xin nhờ chuyên gia tư vấn xem là nên lựa chọn mảnh đất có hướng như thế nào để hợp với gia đình, cũng như là lựa chọn tháng nào để xây dựng thì sẽ vượng ạ. Một câu hỏi rất là khá là chi tiết này.
Ở đây là xin chào anh Lê Minh, xin chào Minh Lê nha. Ở đây anh có đưa thông tin với Phong Thủy Thành Viên bao gồm là tuổi anh 1974 Giáp Dần này, vợ anh 1978 Mậu Ngọ này, có con gái là 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu và con trai út là 2015 là Ất Mùi, đúng không ạ? Hiện tại đang mua mảnh đất và xây dựng nhà năm 2021 thì hướng nào hợp, đúng không ạ? Bây giờ lựa chọn tư vấn mua đất nha. Không biết là ở đây anh đã có đất sẵn chưa? Nếu mà có rồi thì anh cũng đo lại bằng la bàn Việt để mà tính toán xem là hướng đất đấy hướng gì để xem có xây được không. Và nếu có đất rồi thì cần phải khảo sát để xem đất đấy có vượng hay không để mà làm. Còn nếu anh chưa có đất thì bây giờ tìm kiếm đất đã nha. Thì tư vấn cho anh xem hướng nào nó hợp này. Thì đối với tam hợp phái của Phong Thủy Thái Nguyên, xét theo định long tam hợp phái ấy, thì anh có thể đối với tuổi các thành viên gia đình anh như này thì anh có thể là lựa chọn cái trạch đất đó là hướng đông nam hoặc là hướng tây nam để ở, thì nó sẽ vượng long và phát triển lâu dài. Nhưng mà trên cơ sở lý thuyết là như thế, xét theo đại đa số thành viên, các thành viên trong gia đình anh như thế này nhé, đặc biệt là tuổi anh và vợ anh, thì xét theo định long tam hợp phái là anh có thể chọn lựa hướng đông nam hoặc hướng tây nam để ở, nó sẽ rất vượng. Con gái hay con gái 1996 thì về cơ bản sau này lấy chồng về nhà chồng rồi không tính, các con còn lại thì rất là nhỏ, đúng không ạ? Sau này chúng nó lớn rồi thì tư vấn tiếp ha. Còn vợ chồng anh thì về cơ bản là có thể lựa chọn đông nam hoặc tây nam là nơi cư ngụ thì nó sẽ vững chân long và phát triển lâu dài. Nhưng không phải là cứ lý thuyết là chúng ta lựa chọn trạch đông nam tây nam ở là phất, đúng không ạ? Không phải như thế. Mà cái việc đẹp hay xấu phong thủy nó không chỉ nằm ở hướng, bởi Phong Thủy Thái Nguyên là không có xét mấy cái hướng ngũ quỷ tuyệt mệnh họa hại gì đâu, chứ không có phải lo. Đẹp hay xấu nó nằm ở cách cục của thửa đất, tức là yếu tố về bố trí không gian hình thế xung quanh ngôi nhà, trạch đất đây như thế nào, rồi sau này mình thiết kế ngôi nhà thì nội cục bên trong nó ra làm sao, khai môn mở cổng như thế nào, chứ không phải chỉ đơn giản là mỗi hướng. Nhưng về cơ bản nếu như phong thủy mà đẹp mà lại hợp hướng nữa thì rất là đắt. Ở đây anh hỏi rằng là lựa chọn trạch đất thì tư vấn miễn phí luôn cho anh là trạch đông nam hoặc tây nam nha. Nhưng mà không phải là cứ đông nam tây nam ở là ngon ha, cần phải khảo sát nữa. Vậy thì cứ bây giờ chuyển sang câu chuyện là 2021 Tân Sửu thì hướng đông nam hay hướng tây nam này có xây được không, có vượng hay không? Đấy. Cái yếu tố đầu tiên Đức Trung vừa tư vấn ấy, đó là hợp long nha. Thì tư vấn là tuổi anh 1974 Giáp Dần, vợ anh 1978 Mậu Ngọ, hai vợ chồng thì ở nhà hướng đông nam hoặc tây nam thì rất hợp long. Còn tiếp theo câu chuyện đó là hợp vận hay không, thì hướng đông nam tây nam và sang năm 2021 Tân Sửu thì vận khí có được hay không thì gọi là hợp vận. Thì trong hai hướng đấy thì đặc biệt có hướng đông nam là xịt luôn. Nó đùa là xịt nhưng thực tế là không xây được thật. Là bởi vì 2021 Tân Sửu thì hướng đông nam nó phạm phải ngũ hành đại sát. Do vậy là cũng không có xây được luôn. Thì giống như trường hợp cô Hà vừa rồi á, hướng đông nam cô hỏi là 2021 có xây được không á, thì 2021 hướng đông nam là không xây được. Do vậy là toàn bộ hướng đông nam bao gồm cả Thìn Tốn Tỵ cũng không xây dựng được. Vậy thì nếu như anh lựa chọn được hướng đông nam này thì nếu như không xây 2021 thì để năm khác xây, thế thôi. Vậy thì câu chuyện là 2021 thì tây nam còn lại đi, có xây được không? Tây nam thì cũng bao gồm là mùi khôn thân luôn. Do vậy là những ngôi nhà mà có hướng mùi, hướng khôn, hướng thân thì đều là hướng tây nam cả. Chúng ta vẫn phải đo bằng cái la bàn 24 xuyên hướng này này thì mới chính xác được nhé. Hãy đo bằng ứng dụng la bàn 24 xuyên hướng này thì biết tây nam bao gồm là mùi khôn thân và hướng nào thì mới cụ thể được. Thì về cơ bản rằng là mùi khôn và thân thì thực tế mà nói thì tọa tây bắc, tọa đông nam, tọa tây bắc và hướng tây nam, tọa đông bắc hướng tây nam thì về cơ bản năm 2021 thì vẫn có thể xây dựng được một số sơn hướng, vẫn thể xây dựng một số hướng. Tuy nhiên ở đây thì về các bạn trả lời chi tiết anh thì cũng chưa trả lời ngay được. Một vài tháng tới thì sẽ có cái phần biện giải chi tiết được tất cả các hướng của hướng tây nam này. Nhưng mà anh hoàn toàn có thể kết nối đến số 1900292 để gặp đội ngũ chuyên viên tư vấn và trợ lý của thầy thì sẽ tư vấn riêng cho anh về cái việc hướng tây nam này năm 2021 xây như nào. Cái này chúng ta cần phải có thêm thông tin cũng như có thêm thông tin nữa, xem xét kỹ lưỡng hơn. Chính xác, thêm thông tin nữa về cơ bản anh đã mua được đất đâu. Đấy, thì phải mua đất đã, xong rồi đo xem là vào vào mùi khôn hay thân như nào đã cơ. Vì rằng là nếu mà lựa chọn từ cái việc này đi thì nó lọc thông tin rất là sát rồi. Một là anh chọn tây nam, hai là anh chọn đông nam. Thì lựa chọn được hai hướng này đã giỏi lắm rồi đấy, mà bây giờ lại cụ thể vào sơn hướng nào để mà xây được năm 2021 thì anh kết nối riêng đến số 1900292 để được hỗ trợ chín thêm. Chứ nó qua đây thì cũng trả lời anh thì có khi là vài tiếng nữa cũng không hết được thông tin. Có khi là không thể nói rõ trong một vài phút ngắn ngủi như thế này được, đúng không? Đúng rồi. Và đó cũng chính là một vài những cái lời khuyên mà chuyên gia Phong Thủy Đức Trung muốn gửi tới anh Minh Lê. Minh Lê. Vâng, hy vọng rằng là nếu như mà anh Minh Lê có nhu cầu để tìm hiểu thêm cũng như là mong muốn được tư vấn kỹ hơn thì có thể liên hệ lại với hotline của chương trình. Và diễn đàn xin được phép nhắc lại đó là số 1900292. Hy vọng rằng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích cho anh Minh Lê trong việc lựa chọn cho mình được một cái mảnh đất phù hợp cũng như là lựa chọn ra một cái năm để mà chúng ta xây nhà và đạt được rất là nhiều những thành công, đúng không ạ?
Có thể nói là năm 2021 thì rất là nhiều gia chủ quan tâm và đặt câu hỏi về là liệu là có xây nhà hay là có làm một vài những cái công việc quan trọng được không. Và một câu hỏi tiếp theo đến từ một chị sinh năm 1985 ạ. Một anh ạ, em xin lỗi. Một anh sinh năm 1985, vợ thì sinh năm 1987, con trai thì sinh năm 2015 và 2017, bố thì sinh năm 1960 và mẹ thì là 1962. Và anh có hỏi đó là sang năm 2021 thì có làm nhà được hay không? Hiện tại thì đang có một mảnh đất hướng Nam là 190 độ và một mảnh đất hướng Tây là 270 độ ạ. Thì nên lựa chọn hướng nào thì đẹp? Như vậy là anh cũng rất là cân nhắc về hướng nhà rất là kỹ rồi đúng không ạ? Rồi. Vâng. Và một cái ý nữa đó là nên chọn cái hướng nào để bắt đầu động thổ thì sẽ tốt hơn. Vâng, em xin cảm ơn anh Đức Trung. Rồi. Một câu hỏi rất dài và cũng rất nhiều thông tin đúng không ạ? Vâng. Nhiều thông tin, càng nhiều thông tin chúng ta luận càng giải càng chi tiết. Vâng. Nhưng về cơ bản là luận giải chi tiết thì nó tốn rất nhiều thời gian. Nhưng về cơ bản là vẫn thông qua video này thì Đức Trung có thể trả lời luôn cho anh để anh có thể nắm được này. Ở đây là có tuổi của anh, bao gồm là tuổi anh 1985 Ất Sửu này, vợ anh 1987 Đinh Mão, có con là 2015 Ất Mùi và 2017 Đinh Dậu, ở cùng với bố mẹ là 1960, 1962. Thì trên tinh thần đây chúng ta có thấy ngay một điều đó là chắc chắn anh là trạch chủ chứ đâu bố mẹ là ở cùng thôi. Do vậy rằng là xét tất cả mọi thứ, nếu xét hướng hợp thì cố gắng là xét theo thông tin của vợ chồng anh ấy. Thì ở đây rằng đối với tuổi anh là 1985 Ất Sửu thì xét theo định long tam bảo phái, nếu như có cơ hội lựa chọn mặt trạch đất hợp thì khuyên anh lựa chọn trạch đất hướng đông hoặc là hướng tây bắc thì nó sẽ hợp hơn đối với tuổi 1985 Ất Sửu của anh. Nhưng ở đây là gia đình anh có trạch đất là hướng nam và hướng tây, ở đây là nam 190 độ và tây 270 độ, thì về cơ bản năm 2021 thì có xây được không? Xét theo định long tam bảo phái thì hai hướng này thì nó cũng không hợp với lại tuổi của vợ chồng anh luôn. Nhưng với bố mẹ thì 1960, 1962 thì về cơ bản là hai hướng này thì hợp với ông bà. Thế cho nên nếu như ông bà mà ở cùng anh lâu dài thì có khi là cũng có cái sự tương thích về sự phát triển. Thế thì hai cái hướng là hướng nam và hướng tây năm 2021 thì có xây dựng được không ạ? Thì cụ thể là hướng tây trước đi. Hướng tây ở đây là 270 độ thì chúng ta có thể thấy ngay rằng là hướng chính tây, tức là hướng chính dậu, thì nếu như hướng này năm 2021 thì lại không xây dựng được, bởi vì hướng chính tây năm 2021 tức là tọa mão hướng dậu, thì bởi vì mão nó phạm phải tam sát, do vậy rằng là xây nhà tọa mão hướng dậu năm 2021 là không xây dựng được. Trong khi đó là tuổi anh là tuổi trạch chủ để không hợp long với hướng này nữa thì cũng không có cách nào để hóa giải cả. Do vậy rằng là hướng tây này thì không xây dựng được luôn trong năm 2021. Còn hướng nam 190 độ thì về cơ bản hướng nam nếu như là 190 độ thì chúng ta có thể thấy ngay rằng là nó sẽ sang là tọa gì hướng gì nha. Bởi vì hướng nam bao gồm ba sứ hướng là Bính Ngọ Đinh mà. Nếu như hướng nam là 190 độ thì chúng ta sẽ thấy là tọa Quý và hướng Đinh. Thì nếu như tọa Quý hướng Đinh năm 2021 thì ok xây được đấy. Năm 2021 thì có thể xây dựng được đối với nhà tọa Quý hướng Đinh này. Nhưng mà thực tế mà nói thì bảo bây giờ là hai hướng này thì lập hướng như nào ạ? Thì nếu như đẹp về, thứ nhất là đẹp về hình thế, thứ hai đẹp về cách cục và thuận tiện trong việc lưu thông sử dụng ạ. Thì nếu như lập được cả hai hướng này thì hướng tây hướng nam lại không quan trọng. Nhưng nếu như lập hướng lại hướng tây lại đẹp hơn, bởi vì liên quan yếu tố về đường đi lối lại, không thể nào chúng ta lại gượng để xoay một cái nhà theo một cái hướng nó chếch chéo chéo, hay là nó không được hợp về cách cục, nó méo đất thì nó rất buồn cười. Thì nếu như hai hướng này đều vuông vắn cả thì hướng tây không làm được thì anh có thể làm hướng nam. Hướng nam, hướng nam tọa Quý hướng Đinh thì ok làm được trong năm 2021 đấy. Còn đâu rằng là bảo là thiết kế như thế nào, rồi là khai môn mở cổng ra làm sao, rồi là bố trí trong phòng như thế nào thì phải khảo sát thì mới có thể đánh giá được. Đồng thời rằng là thời điểm nào động thổ hay là vị trí nào động thổ thì cái này anh nên kết nối đến số 1900292 để được đội ngũ trợ lý nắm bắt thêm thông tin và tư vấn chi tiết hơn cho anh, xem là nếu như hướng nam triển khai năm 2021 thì tháng nào động thổ. Về cơ bản rằng là trả lời trước với anh là hướng chính tây này 270 độ hướng chính dậu ạ, thì 2021 là không xây dựng được. Hướng nam tọa Quý hướng Đinh thì có thể xây dựng được trong năm 2021 tới. Thì có đâu rằng là quyết định được xây hướng nam hướng tây này thì phải xem lại trạch đất, xem là hướng nào thì nó sẽ phù hợp hơn. Bảo bây giờ xây hướng nam này nhưng mà trạch đất nó xấu, xây nó méo mó xẹo sọ thì thà rằng để hướng tây nhưng để năm khác xây thì tốt hơn, đúng nhỉ? Làm sao người cô đấm ăn xôi làm gì, đúng không? Nhá. Thì anh nên kết nối thêm với số 1900292 để được tư vấn kỹ hơn. Nhưng nếu hướng tây thì tuyệt đối không làm được nha. Trao đổi anh thì anh có thể nắm được như vậy. Và rất là cảm ơn anh Đức Trung đã chia sẻ trả đáp câu hỏi vừa rồi của
vị khán giả đã gửi về cho chương trình ạ. Ừ. Và quý khán giả thân mến, vừa rồi thì một vài những cái lời chia sẻ của chuyên gia Đức Trung, thì Diệu Đàm có thấy là nếu như mà quý cô chú anh chị và các bạn muốn được tư vấn kỹ hơn về từng thông số hay là hướng nhà sao cho phù hợp với cái mảnh đất của mình thì hoàn toàn có thể quan tâm đến một cái dịch vụ mang tên là hồ sơ tư vấn phong thủy của thông thủy Tam Nguyên, đúng không ạ? Và trong đây thì sẽ có rất là nhiều những hạng mục liên quan với vấn đề đó là tư vấn về kích thước của cổng cửa, cũng như là sẽ đưa ra một cái bản vẽ thật là chi tiết cho tất cả quý cô chú anh chị và các bạn liên quan tới cái mảnh đất của chính gia đình mình, đúng không ạ? Vâng. Và hy vọng rằng những thông tin vừa rồi có thể giúp ích cho tất cả quý cô chú anh chị và các bạn khi mà lựa chọn là cho mình một cái quyết định có nên làm nhà hay không vào năm 2021. Và rất cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã lắng nghe video vừa rồi. Còn bây giờ, Diện Đàm và chuyên gia Đức Trung xin được nói một lời cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo. Vâng, xin chào cũng như hẹn gặp lại các quý vị trong những video sắp tới. Xin chào.